lái nha anh em. Dòng SKH kéo cái cánh lên cơ, cúp cái cánh rồi vậy. Đây, chân xanh hai hàng trơn quá đẹp. Đây trống tre Mỹ SKH. Hôm nay ngày 21 tây tháng 8 năm 2018. Cực bán trống tre Mỹ SKH này nha anh em. Con này 3 tháng, hơn 3 tháng chút, nặng 4 lạng, 4 lạng rưỡi. Giá này là 600 ngàn. Chân xanh nha anh em, chân xanh hai hàng trơn. Nếu có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0916 44 000 hoặc 0918 44 000. SKH chân xanh hai hàng trơn một lái. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Ngày 3 tháng rưỡi, giá 600 ngàn, nặng 4 lạng 4 lạng rưỡi gì đó, 4 lạng ạ.